Em Tony Tiến xin chào quý anh chị và bà con nhé. Hôm nay tiếp tục review hoa thực dược của chúng ta đây. Thì chậu đây của chúng ta thì hôm nay để em quay là ngày mùng 8 tháng 12 này nhé. Như quý anh chị đã thấy thì hiện tại giờ hoa thực dược thì nhà vườn này đã bắt đầu căng cắm cọc và buộc dây. Đó, buộc dây để chúng ta to cao lên thì từ giờ đến Tết cũng còn tháng nữa. Em cho còn tháng này, gần tháng thì mình cho một tháng nữa đi. Thì cái lượng cây đã ngắt ngọn này cũng khá là tốt rồi nhé. Nó có tầm 40 phân rồi. Chỗ 40 phân như toàn bộ đây. Thì nhà vườn đang bắt đầu buộc. Đó, nhà vườn buộc thì vào thời điểm, từng theo thời điểm em thì cũng rảnh thì em mới đến quay thôi. Thì nhà vườn đã chuẩn bị quy trình chúng ta buộc cái thì kéo cái dây này. Và cái tre đấy chúng ta chẻ tre trước chúng ta cắm. Tùy theo chậu nhé. Cắm 7 8 cái đó, tùy theo mình cắm, nhưng mà nên cắm 2 4 6 8 cái. Thường thường là cắm 8 cái, 7 cái cũng được, mà 7 cái thì hơi thưa, 8 cái thì nó chắc chắn nhé. Em sẽ review một lượt đây để quý anh chị và bà con chúng ta cùng xem. Nhà vườn này năm nay quy hoạch đây cũng khá là nhiều nhé, mà vài ngàn chậu cơ. Nên là quý anh chị bà con nào mà có nhu cầu về mua về mà bán ấy, thì sẽ liên hệ comment dưới video này để nhà vườn để cái mức giá ưu đãi hơn. Chậu nào cũng tốt như vậy quý anh chị và bà con nhé. Đây, nhà vườn thì vừa đi làm thì nhổ ba cái cây nó khỏi mất chất, cắt tỉa bớt đi cái nào mà nó không nánh, nó không được đẹp đấy nhé. Thì cũng nên cắt tỉa đi ạ. Đây, những cái này là nhà vườn gác vứt đây. Đây, tùy theo công đoạn, những công đoạn mà phun chăm sóc thì em nhiều lúc không có đến có mặt được, nên rất mong bà con chúng ta thông cảm đó. Hiện tại giờ thì hôm nay thì nhìn nó rất rõ rồi đó, quý anh chị bà con nhìn thấy thì nhà vườn này làm số lượng nó cũng quy mô lớn, nhiều và làm chuyên nghiệp rồi. Đây là chậu to quý anh chị và bà con nhé. Chậu này thì nhà vườn này thì dự tính bán cũng khoảng tầm vài trăm ca đấy, nhưng mà giá nhập như nào thì hai bên thương lượng với nhau, hoặc là bà con nào ở khu vực gần thì nó đỡ hơn, chứ còn ở xa nó hơi cực, vì nhà vườn này cũng làm chậu xi măng đàng hoàng to chứ không chậu nhỏ. Đây như quý anh chị thấy này, chậu to. Em sẽ review cái video này một chút để quý anh chị bà con chúng ta cùng biết, còn tí em sẽ review sang cái lĩnh vực hoa khác nữa, nhiều hoa. Đó, như bà con thấy đang đã đi gần như một lượt rồi thì bà con nhìn thấy thì cái số chậu nào bị hư thì nhà vườn này bỏ này. Đó. Cái chậu đấy một số nào bị hư gì đó, cây nó yếu không đảm bảo, nhà vườn này nhổ không đủ được sức, sức nở hoa thì nhà vườn này chấp nhận bỏ vứt đi để giữ lại chậu, có thể là cắt tỉa chỗ khác đánh vào. Cái khuôn viên đây toàn bộ đây là hoa thực dược của chúng ta. Bên đây là mình một hàng chậu nhỏ thôi nhé, em sẽ quay đây. Bên này vẫn là chậu to nhưng bên đây là chậu nhỏ, như quý anh chị bà con thấy bên đây chậu nhỏ mà nó cũng ba cây ạ, ba cây, chậu này ba cây, chậu nhỏ ba cây, chậu to 5 cây bỏ vào đây. Mà đây chậu nhựa, chậu nhựa thì giá nó rẻ hơn, chậu xi măng thì giá nó đắt hơn, tùy theo cái thời điểm, tùy theo năm nữa thì mới báo giá được quý anh chị bà con nhé. Em sẽ đi một chút nữa thì em sẽ xin phép video này thì em thì quay chia sẻ cho quý anh chị thăm, sau khi mà một thời gian em bận rộn chẳng như một tuần 20 ngày em mới ghé đi một lần, vòng lên một lần thì em sẽ review cho quý anh chị bà con chúng ta cùng xem. Đôi chỗ có đôi chỗ cái chậu nó bị yếu, nhà vườn này bỏ để tránh lây mang bệnh tật nhé, bệnh cây nó còi cọc quá hoặc là bị sâu trước gì đó, nhà vườn này nhổ đi vứt đi đấy, không tiếc. Đây bên này có một chậu đây quý anh chị, đấy nhà vườn nhổ cắt bỏ, mới vừa bỏ đây nó hơi héo, hơi nụi tàn một chút ạ. Đó, như quý anh chị thấy thì nhà vườn đang bắt đầu buộc vào. Bên đây thì hàng chậu nhỏ rồi, chậu nhỏ chúng ta làm 4 cọc dây. Đây thì như quý anh chị cách buộc dây, đây em chia sẻ video này buộc dây nhé, là chúng ta chuẩn bị dây đấy. Dây này thì mua mua chỗ nào cũng có rồi. Chúng ta kéo, chúng ta quấn một đầu, mai mốt lên đâu là chúng ta quấn này đó, 3 lần. Nhưng mà từ giờ đến Tết gần tháng nó rất nhanh quý chị nhá, thời cái tầm tuổi như này nó nên rất nhanh, phát triển rất nhanh ạ.
Giờ mình đã ngắt ngọn được, nhà vườn đã ngắt ngọn được khoảng tầm hơn một tháng rồi, à gần tháng rồi ạ. Từ bữa em quay phải gần hàng tháng rồi ạ. Giờ em quay trở lại đây quý anh chị ạ. Đây cái thời điểm ngắt ngọn đây thì như quý anh chị thấy này, nó ngắt đây thì nó ra này. Đây cái ngọn của nó này, bên đây này. Mình cấu ra cho ra tỏe ra nhiều, lánh nhiều bông nhiều bút, nó nở, Tết nở đẹp nhé. Rồi em sẽ đi lên trên đây một chút nữa thì chúng ta kết thúc video ở đây. Chậu tốt sun xuê quý anh chị nhé, dùng cái phân của chúng ta, phân trâu phân bò chúng ta để ủ nó đỡ bị hăng, rồi trộn vào với đất đất cát, đất thịt, cả đất thịt và đất cát nhé. Đây còn đất xuất phân đây quý anh chị này. Đó, nhà vườn này chăm sóc mua phân từ đầu năm mà đến thời điểm cuối năm là chúng ta làm, đầu năm đi mua rồi. Rồi cũng tránh video dài cuối video thì em Tony Tiến xin phép dừng đây. Hôm nay em đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn xem vườn hoa thực dược của nhà vườn này, thì, cách chúng ta buộc dây để giữ cây và trong chậu to nhỏ chúng ta đều phải buộc hết nhé. Rồi, quý anh chị và các bạn xem thấy hay hữu ích nhớ tặng em một like và nhớ bấm nút đăng ký kênh để đầu tiên nhận được khi em có video mới ạ. Rồi em xin chào và hẹn lại quý anh chị những video tiếp theo ạ.